vào cái like mới nha cả nhà ơi. Em là like này em sẽ lên cho các chị là quần giả váy màu ha, thiêu công rất là đẹp luôn. Mẫu em mới về, em chào chị Hoa Phượng. Ai cầm dễ thương quá. Rồi, bộ em đang mặc là giá 190 nha các chị. Bộ này là bộ thiêu công. Màu em đang mặc là màu cà phê sữa. Đây, hình công ôm bông rất là đẹp luôn các chị đẹp nhà em nha. Màu Tết đó. Bộ này mặc rất là sang và rất là đẹp luôn. Bộ em mặc có giá là 190 cả nhà mình nha. Em lên cho các chị thêm mẫu này nữa xong rồi mình ốp ha. Rồi, em cũng có từ size 1 đến size 6 cho các chị đẹp nhà em luôn nha. Rồi, chốt em mã này là đen đỏ các chị. Đang thiêu công màu đỏ. Đẹp chưa cả nhà? Xuất sắc luôn. Quá đẹp. Lên giúp giùm em là đen thiêu đỏ nha, đen thiêu đỏ. Bộ này em có tổng cộng cho các chị là 11 màu chính thức. Màu đen á thì thêm một tông chỉ nữa là ra được 12 nha. Rồi đen thiêu cái này là đen thiêu xanh. Công lên công xanh rất là đẹp luôn. Các chị nhìn nè. Cổ thiêu. Lên giúp em là đen thiêu xanh nha các chị, đen thiêu đỏ, đen thiêu xanh, em đang mặc là màu cà phê sữa. Rồi màu này chốt giúp giùm em là màu vàng đậm. Chốt em màu vàng đậm nha. Mẫu này là xuất sắc luôn á. Cái tay cũng đẹp nữa, tay phói em rất là thích cái tay phói riêng vậy nè, nhìn nó sang lắm mấy chị. Lên giúp em bộ này nha các chị, chốt em màu vàng đậm. Chốt em màu vàng đậm. Màu này chốt em màu xanh coban các chị. Chốt em màu xanh coban đi cả nhà, đẹp quá. Coban, xuất sắc luôn. Chốt em xanh coban nha. Rồi màu này màu xanh lý, em chào chị Nguyễn Mỹ Linh, nay lên trễ về chế. Chốt em màu này nha các chị ơi, màu xanh lý. Chốt em xanh lý nha, xanh lý. Bộ này mà các chị đi mai, đi mai với đi thiêu không 350, 300, 350 mới được bộ đồ gì. Cái chị mua sẵn, cái chị mua có được có nửa giá, mua được nửa giá, hai bộ bằng cái chị đi mai một bộ. Chốt em màu tím Huế, chốt em tím Huế nha, tím Huế. Rồi hồng phấn, chốt em màu này màu hồng phấn. Đẹp quá, trường đẹp luôn cái màu hồng phấn. Lên giúp em màu hồng phấn. Đen thiên xanh size số 4. Con coi còn không? Nó nằm ở phía trong á con. Đây nè. Cái lớp này là size 5, cái này là nguyên, cái này là size 3, size 4 nó nằm phía trong đây. Con lấy thì con lấy từ từ xuống. Bước qua đây đi, bước qua đây nè. Lấy size 3 ra chiếc. Lấy size 3 để xuống chiếc. Nè đen thiên xanh. Ok, đen thiên xanh size 4 em chốt cho chị Hồng Minh. Dạ, mẫu mới chứ ơi. Mẫu này em mới về hôm qua, rất là đẹp. Thôi con ghi giá vô nha. Rồi, lên với em nha các chị ơi. Rồi, màu này màu đỏ đô các chị. Chốt em màu đỏ đô. Đỏ đô em còn được size 2, size 3 và size 4 rồi. 2 3 4 6. Đỏ đô em còn 2 3 4 6, 1 với 5 em hết rồi. Lên với em màu đỏ đô nha cả nhà. Đỏ đô rất đẹp. Tím Quế xe số 2 em chốt cho chị Nguyễn Mỹ Linh. Đây này, đây gì đấy. Bộ này là bông ôm cong rất là đẹp luôn á chị. Size số 4 em chốt cho chị Hồng Minh. Cà phê sữa size số 1m656kg lấy size 2 nha chị, nhắc chị Tiêu ơi. Chị gọn người thôi, gọn người em lấy cho chị size 2 thôi chị. 5556kg mà chị 1m6 nữa em lấy chị size 2 thôi nha. Ra mà sợ rộng á. Để coi size 2, ok size 2 là cà phê sữa.
con kiếm size 4, size 4 rồi, nó nằm ở phía trong. Nãy chị chỉ rồi đó, cái lớp ngoài nó là size 3 rồi. Hả? Phía trong hết rồi. Nè mà bỏ vô. Cái này nè. Nguyên một dọc ở phía trong, dì chỉ thì để ý để không thấy. Một trăm chín mươi ngàn một bộ chị. Cái lớp ngoài là size 3 với size 5. Size 5 là nó có cặp đó thôi, còn size 4 là nguyên cái lớp ở phía trong. Rồi tiếp tục nha các chị ơi, 70kg 1m63 là mặc size số 5. Chị An Lê ơi, chị An Lê lấy bộ nào? Chị nhắc chị Tiêu ơi, 1m6 56kg em lấy size 5 thôi nha, ủa size 2 thôi nha. Ờ chị An Lê em có hai màu, em có màu tím quế với lại màu tím măng cục, chị lấy màu nè. Em có tím huế với tím măng cục nha. Các chị lên kỹ giúp em để em lấy cho đúng màu. Lên giúp em là màu tím măng cục. Cái này em có tới mười mấy màu rồi. Cái lô này nó đẹp lắm mấy chị. Cái lô thiêu này em về cho các chị. Cái lô màu này là dài bữa, chắc cũng vắng cũng hơi lâu cái giả váy màu em mới có cho các chị lô mới đó. Vài bữa là lên bông nhiều nha. Rồi lên giúp em màu này là màu hồng rút các chị. Màu hồng rút. Đây hôm bữa chị nào chốt chưa được màu hồng rút nè, chốt lại giúp em. Rất là đẹp luôn. Cái kiểu tay này mặc lên rất là sang nha các chị đẹp nè em. Màu hồng rút. Rồi màu cuối cùng là màu xanh lá các chị ơi. Màu xanh rêu chứ. Chốt em màu xanh rêu. Màu cuối cùng là màu xanh rêu. Chốt em màu xanh rêu nha. Chốt em màu xanh rêu. Đẹp quá đẹp luôn. Rồi hết màu nha các chị. Em có bao nhiêu màu. Màu em đang mặc chốt em màu cà phê sữa. Chốt em cà phê sữa nha. Em mặc lại từng màu cho các chị xem. Rồi màu này lên giúp em màu xanh rêu. Xanh rêu 4. Xanh rêu 4 em chốt cho chị Hồng Minh. Con để chút xíu con lấy cũng được. Chốt em xanh rêu 4. Xanh rêu nha các chị ơi, màu xanh rêu. Rất là đẹp luôn. Em là 1m58 nha cả nhà, em 48kg. Size 1 là 50kg, size 2 là 55kg. Form này cũng gọn à. Rồi lên giúp em màu xanh rêu cả nhà, xanh rêu. Đẹp quá đẹp luôn. 190.000 một bộ. Chốt em màu xanh rêu. Con xếp lại luôn đi bác. Xếp lại theo bộ luôn đi. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu hồng rút. Cà phê sữa chị Diệu Anh Cát Tường. Cho em cân nặng chiều cao chứ cho em cân nặng chiều cao nha. Lên giúp em màu này là màu hồng rút cái chị, màu hồng rút. Mango tối nay em không có lên nha chị Molly ơi. Tối nay em lên cái mẫu này nữa là em sẽ ớt nha. Chốt em mẫu này nha các chị, màu hồng rút đẹp quá đẹp luôn. Chốt em hồng rút ạ. Các chị biết size lên size giùm em luôn nha các chị ơi. Chốt em màu hồng rút các chị. Tím măng cục. Hồng rút size 1 cho chị Luyến Phạm. Mét 58, 58kg size 3 cho chị Diệu Anh Cát Tường. Chị hỏi em cách tân màu hay cách tân bông chị ơi. Rồi lên giúp em màu tím măng cục. Size 4 con giữ lại đi. Chị Diệu Anh Cát Tường là một bộ màu cà phê sữa. Một bộ màu cà phê sữa size số 3. Chị nó đổi thế này. Đây họ con rút. Tím măng cục số 4 cho chị Hồng Minh.
Tối nay không có lên hàng đó nha chị Thu Hồng ơi. Tím mang cục size số 2 cho chị Nguyễn Mỹ Linh. Là em hết tím mang cục 2. Ủa. Rồi. Để size 8. 22 cục đây. Dạ em cảm ơn chị Diễm My Phan Thị. Chị Molly ơi, chị Molly chốt tím mang cục. À bộ em đang mặc thì lên giúp em tím mang cục nha chị ơi, tại em còn màu tím Huế nữa. Nên là mình chốt tím mang cục thì lên giúp em ạ. À. Mình chốt tím mang cục thì lên tím mang cục nha, tại em còn màu tím Huế nữa để cho nó đừng có bị lộn. Chị Diệu Anh Cát Tường đổi sang tím măng cục. Rồi xả cái bộ màu cà phê sữa xe số 3 tuổi. Như chưa có để bill quá con. Dạ chưa. Rồi được nha chị ơi. Rồi con nó chưa đi đổi qua tím măng cục. Măng cục 3 em chốt cho chị Molly. Chị Hân Ngọc cân nặng và chiều cao là bao nhiêu chứ ơi? Cân nặng chiều cao là bao nhiêu cho em đi rồi em tư vấn size cho. Cho nó nhầm nha. Rồi em đang mặc là tím măng cục cả nha. Rồi màu này lên giúp em màu đỏ đô cả nha. Đỏ đô em còn được 2, 3, 4, 6. Đỏ đô hiện tại em còn được 2, 3, 4, 6 nha. 190 bộ. Bộ này là bộ quần vỏ váy thiêu công ha chị ơi, rất là đẹp luôn. Chốt em màu đỏ đô đi cả nhà mình. Chốt em màu đỏ đô ạ. À. Đỏ đô kèm size giúp em nha các chị ơi. Đỏ đô về lúc nào cũng hot trơn á. Em hết size 1 với em hết size 5 rồi, size 6 còn được một bộ à. Em còn được 2, 3, 4, 6 cho màu đỏ đô. Chốt em màu đỏ đô ạ. À. Đỏ đô kèm size giúp em luôn. Màu này chốt em màu hồng phấn. Màu mét 65 70kg là mặt size số 5 chị nha. Mặt size số 5. Nhưng mà màu mét 65 thì em không có bảo đảm về cái chiều dài mấy chị mặc như em mặc nha. Em là một cái mét 58 nè. Chị mặc sẽ ngắn hơn em tí xíu. Rồi chốt em bộ này là màu hồng phấn, chị đẹp quá. Hồng phấn lúc nào lên cũng xuất sắc ha mấy chị. Rồi chốt em màu hồng phấn nha các chị, hồng phấn. Chốt em màu hồng phấn. Đẹp quá đẹp. Chốt em hồng phấn chị ơi. Hồng phấn kèm size giúp em. Rồi màu này màu tím Huế. Chốt em tím Huế. 190.000 một bộ với ship 20.000 trên đơn, chất liệu vải solen, mẫu quần dạ váy thiêu công trực tiếp giúp em rất là đẹp. Công ôm bông hàng Tết nha các chị ơi. Công là biểu tượng của may mắn. Thêm cái bông nữa rất là đẹp luôn. Lên giúp em màu này màu tím Huế với chị. Chốt em tím Huế nha. Tím Huế kèm size giúp em. Rồi màu này màu xanh lý. Tím Huế 4 em chốt cho chị Hồng Minh. Ok chị. Tím Huế size 1 cho chị Luyến Phạm. Bộ con đang ship size mấy bé? Dạ size 1. Rồi tím Huế 1 cho chị Luyến Phạm là em hết luôn. Con lấy bộ đó luôn nha. Chốt em màu này màu xanh lý. Cái chị màu xanh lý.
Chốt em màu này màu xanh lý cả nha. Xanh lý kèm size giúp em luôn ạ. Chốt em màu xanh lý nha chị. Đẹp quá các chị ơi. Rất là thích mấy cái dạo váy mà mặc nó thướt tha gì đâu. Chốt em màu xanh lý nha. Rồi cái màu này đẹp nữa nè, màu xanh Cuban. Chốt em màu xanh Cuban. Chốt em xanh Cuban các chị. Em là 1m58 nha chị Trúc Linh ơi. 1m58 nặng 48kg. Lên giúp em bộ này nha cả nhà mình. Chốt em bộ này. Màu xanh Cuban, màu này đẹp lắm luôn. Chị Hồng Minh ơi lấy thêm bộ này nữa đi chứ ơi, bộ đẹp không? Màu xanh Cuban rất là đẹp. Rồi lên giúp em màu vàng cái chị. Vàng này là vàng đậm giúp em nha, vàng đậm. Chốt em màu vàng đậm. Xanh Coban 4 em chốt cho chị Hồng Minh luôn. Bộ này các chị mua ở ngoài già thị trường là không bao giờ có giá 190 đó chị. Bộ này ít nhất cũng 200 mấy nha, 200 mấy một bộ. Nhưng mà cổ chắc cũng không có ai có bộ giả váy này đâu mấy chị. Tại mẫu này em lên có một lô một à. Em không có bỏ sỉ luôn nha. Đó, ra có lô này em bán cho mấy chị luôn. Dạ chúc mừng chị Hồng Minh nha. Chúc mừng chị. Xanh Cuban 4 em chốt cho chị Hồng Minh. Lẫn chưa có hàng chị Elsa ơi. Chúc mừng chị. Rồi lên giúp giùm em bộ này là vàng vàng đậm nha các chị ơi. Bộ này em đang mặc là vàng đậm, đẹp lắm luôn á. Rồi lên giúp giùm em là đen thiêu xanh nha các chị. Đen là em có hai tông chỉ, đen thiêu xanh với đen thiêu đỏ cho mấy chị. Chớ em bộ này là đen thiêu xanh. Đẹp xuất sắc luôn các chị đẹp nhà em nha, đen thiêu xanh. Vài bữa về thăm chị. Nhưng mà ở gần mà đúng không? Ở gần chạy qua chạy lại. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha các chị ơi. Chị nhận được đồ rồi, đẹp quá trời luôn. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Thị Hơn rất là nhiều. Đi Đà Lạt về rồi hả chơi. Rồi lên giúp em màu này là đen thiêu xanh nha các chị ơi. Đen thiêu xanh, đẹp quá đẹp luôn rồi. Bộ này mua về ngắm thôi cũng đã nữa mấy chị, đẹp lắm. Đen xanh hay là đen đỏ chị Kim Phụng ơi? 1m68 chứ ơi, 1m68 em không có bảo đảm được cái chiều dài nha. Tại mấy chị cao. Ví dụ 1m62, 63 đồ trở lại thì có thể là ok. Chứ 1m65, 68 đồ này kia thì cái chị nên xem lại coi mình. Nhiều khi em nói trước để thôi mấy chị về, mấy chị nói ủa sao mà chị mặc ngắn. Tại vì mấy chị cao nha. Hả? Gã ra tới Thanh Hóa rồi hả chế? Ờ vậy thì hơi buồn nha chế ơi.
Ôi không sao, bây giờ là cứ gọi điện FaceTime với nhau hoặc Zalo với nhau là thấy nhau rồi chị. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha, cái chị đen thiêu đỏ. Em có đen thiêu xanh với đen thiêu đỏ. Đây là cái chị có thể lấy một bộ về coi mình mặc ok không á. Tại vì khách nhà em á, thì có nhiều chị cũng 1m65, 1m67, 1m68, nhưng mà cái chị đều ok hết á. Chị dễ tính tí xíu thì cái chị mặc ngắn ngắn tí xíu cái chị vẫn chịu, nhưng mà có số chị hơi khó tí xíu thì phải đòi dài dài thì em không có đáp ứng được nha. 190.000 một bộ nha chị ơi. Một bộ đen thiêu đỏ. Đen thiêu đỏ mà chị 43 kg, chị 1m52 là chị mặc nó hơi rộng á, chứ về chế chỉnh lại giùm em được không? Nhấn ben vô thêm giùm em được không? Được thì em chốt cho. Chị Mai Vàng size số mấy vậy chứ ơi? Đen thiêu xanh size số mấy chị Mai Vàng ơi? Cho chị bộ đen thiêu xanh cao 1m6 nặng 60 kg. Đen thiêu xanh size số 3 hình như em hết rồi chị. Còn sót được cũng bộ. Chúc mừng chế nha. Chỉ còn đen thiêu đỏ thôi mà. Đen thiêu xanh size 3 cho chị Phương Nguyễn. Có màu tím chị Trúc Vân ơi, em có hai màu tím luôn á, em có tím quế với tím măng cục. Chị lấy tím nào. Đây là tím Huế nè. Đây là màu tím Huế nha. Rồi đây là tím măng cục. Đây, màu tím măng cục. Chị lấy tím nào em lấy cho. Nãy giờ em mặc đủ màu luôn rồi đó. Chị Mai Vàng ơi, đen thiêu xanh size số 3 em hết trơn rồi. Chứ ơi, chứ lấy đen thiêu đỏ được không? Chứ đã chốt sao rồi. Có một bộ đen thiêu xanh em chốt cho chị ấy rồi. Chị không lên size luôn nên là chốt sao rồi. Lấy đen thiêu đỏ được không chị? Đen thiêu đỏ cũng rất đẹp nè. Đỏ này em không phải là lên cái màu đỏ tươi cho mấy chị đâu. Đỏ này em lên cái màu đỏ đỏ đậm á. Đỏ đi với vàng rất là đẹp luôn. Ok, vậy chị Hằng Nguyễn ơi, em chốt cho chị Hằng Nguyễn một bộ đen thiêu đỏ size số 1. Lấy bộ gì mặc luôn đi con, hình như là hết luôn. Ok, đen thiêu đỏ size số 1 ha, em chốt cho chị Hằng Nguyễn. Là em hết đen thiêu đỏ 1 luôn. Dạ váy lửng chưa có chị Nguyễn Thị Hên ơi, vài bữa nữa đi chị. À, tối nay em có lên mẫu này không hả chị ơi? Tới bà Khả Như khùng bả lên nữa rồi đó. Chị em tưởng đâu bữa đó em chửi là chị đã tỉnh rồi chứ. Bữa đó em nói đến mức độ vậy là em tưởng đâu chị tỉnh rồi đó chị Khả Như. Mà giờ mà chị chưa tỉnh nữa hả? Chị chưa tỉnh nữa chị. Sao chị sống gì mà em thấy tội nghiệp chị dữ vậy? Thật luôn á. Sống là tội nghiệp chị và tội nghiệp những người xung quanh chị nữa. Hàng của chị gọi rồi là đi rồi á chị Huy Lê. Sống mà giống như là dở dở lên luôn, sống không có ích gì cho xã hội trơn á, chết thiệt luôn á. Em tưởng đâu bữa em nói là chị tỉnh rồi chứ. Giờ còn lên hỏi em khỏe không nữa. Vắng là tưởng đâu là tỉnh ra rồi. Chị Minh Nguyệt ơi, em lên mẫu này nữa hả chị? Nếu mà chị muốn lựa thêm thì chị có thể coi lại like cũ giúp em hoặc là ngày mai ha. Giờ em còn giả váy bông nữa hả? Mấy chị muốn có muốn coi giả váy bông không? Ủa chị cũng biết nói cái câu đó nữa hả? Em thấy chị lúc tỉnh mà lúc không có được tỉnh hay là sao? Hay sao ngộ ghê luôn. Đen thiêu đỏ size số 3 em chốt cho chị Mai Vàng. Chị lên chị bình luận á, tại vì em vui thì em trả lời cho chị thôi, chứ bữa nào em quạo quạo em cũng không có thèm trả lời chị đâu chị nha.
nào vui vui thì rảnh rảnh thì chọc chị cho vui vậy thôi, chứ em thấy nói chuyện với chị nó vô bổ lắm, không có ý nghĩa gì trơn á, là mất thời gian của em thêm nữa. Rồi em vậy em lên giả váy bông cho mấy chị luôn ha, em lên cho các chị bộ giả váy bông luôn. Em cảm ơn chị Nguyễn Thị Hơn rất là nhiều. Tiếng Quế xe số 3 cho chị Trúc Vân. Ok, Tiếng Quế 3 chốt cho chị Trúc Vân. Rồi vậy em lên lại cái giỏ váy bông cho các chị nha. Giỏ váy bông em cũng thiêu cổ cho các chị luôn, giá 180.000 một bộ. Em sẽ chụp mẫu cho các chị, mai em chụp mẫu mấy mẫu này. Kiếm bộ nào size 1, bộ xanh lá này. Bộ xanh lá này cái họa tiết ở ngoài rất là đẹp nè các chị. Chất vải này là chất vải thun Hàn Quốc giúp em nha. Chất vải thun Hàn Quốc rất đẹp luôn. 180.000 một bộ. Bộ này thì form nó sẽ thoải mái hơn nha các chị ơi. Bộ này size 1 là 52kg nha. Size 2 là 57kg. Đen thiêu đỏ. Đen thiêu đỏ size số 5 em chốt cho chị Hâm Ngọc. Bộ này á, là size số 1 là 52kg nha các chị. Size 2 là 57kg. Size 3 là 62kg. Size 4 là 67kg. Size 5 là tầm khoảng 72kg và size số 6 là tầm khoảng 76-77kg cho chị đẹp nha, em mặc vừa. Chất liệu vải nè, co giãn rất là mạnh và co giãn 4 chiều giúp em luôn. Vải này là thun Hàn Quốc nha các chị ơi, các chị mặc nó nhẹ và nó mát lắm nha. Nói chung là vải này là không dày cũng không mỏng, vừa đủ độ độ cho các chị mặc là vẫn còn cái độ mát và cái độ rũ nha. Vải đẹp. Rồi em đang mặc cái họa tiết này ở trên like các chị sẽ không thấy đẹp bằng ở ngoài. Ở ngoài đẹp hơn rất là nhiều. Cái màu xanh lá này. Rồi 180.000 luôn. Dạ không có nha chị Quỳnh Mỹ ơi. Tự nhiên chị vô chị chốt vậy em không có lấy cho chị được đâu chết. Rồi lên giúp giùm em cái này nha các chị. Chốt em mã này là mã tím nha. Mã tím. Lên giúp giùm em là mã tím các chị. Chốt em mã này là mã tím nha. Mã tím. Với lại là em không có còn size 3 đâu chị. Áo bà ba em không có còn size 3 nha. Size 3 hồi chưa em like là em chỉ còn được cái mã bông, cái mã cam nâu thôi. Rồi lên giúp giùm em mã này nha các chị. Chốt em mã sọc vàng. Sọc vàng này em còn được size 3, size 4 với size 5 các chị. Bộ sọc vàng này rất đẹp luôn nè. Bộ này là size cho các chị 58kg đến 62kg, các chị đẹp nha, em mặc ok nha. Rồi lên giúp em bộ này là sọc vàng. Nếu mà không có gọi chốt đơn là không có đấy nha cô. Cô chốt đơn hàng là cô phải chốt rõ ràng ở trên like con mới lấy cho cô được. Còn mình chốt chung chung là con không có lấy được nha. Với lại là con lấy là con có đọc tên mình đó. Cô không có số điện thoại luôn. Là cô không có chốt được đơn đó cô. Nghe chừng là con chưa có thấy lưu được số điện thoại là không có chốt được đơn nha. Mình không có cho số điện thoại hay gì đó. Là cho số điện thoại không đúng hay là sao đó mà con không có thấy lưu lại số. Là không có đơn nha. Rồi lên giúp em màu này là màu xanh bơ nha các chị. Màu xanh bơ sọc vàng size số 3 cho chị Minh Nguyệt. 62kg. Cao 1m56 trở lên là bộ này mình mặc size số 3 nha chị Minh Nguyệt. Coi em lấy mình size 3 nha chị. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà mình. Chốt em màu xanh bơ đi các chị đẹp nha. Xanh bơ. Cái form này nó thoải mái hơn cái form màu tí xíu. Rồi chốt em màu xanh bơ. Rồi mã này là mã đẹp giúp em ạ. À. Đẹp em còn được 1-3-5. Mã đẹp em còn được 1-2-3-5. Cái này là size 2 con, nãy con xíu cái này là size 2 hả?
Mã đẹp em còn được 1, 2, 3, 5 cái chị. 1, 2, 3, 5 cho mã đẹp nha. Đây cái bộ này mặc rất là đẹp và sang luôn nè. Chốt em mã đẹp 180, rất đẹp luôn nha. Rồi màu da, lấy thêm bộ màu da này nữa nè chị Minh Nguyệt. Bộ màu da này đẹp nè chị. Bộ màu da này là xuất sắc luôn đó. Lên giúp em da nha, mã da. Da em còn được size 3, size 4 với size 5 à. Da em còn được 3, 4, 5 cái chị. Đẹp 1. Con coi bộ mẫu. À còn đó còn. Okay. Đẹp 1 em chốt cho chị Ngọc Mai Lê. Chị Ngọc Mai Lê nhận được đồ chưa chứ yêu? Bé Thủy gửi đồ cho chị chưa? Chết. Chốt em bộ này là bộ vàng riêu. Trời cái bộ này nó đẹp xuất sắc luôn á. Nhận được chưa chế ơi? Bộ vàng riêu này đẹp không? Bộ vàng riêu đẹp ngoài quá đẹp luôn ha. Mã đẹp cho số 1 cho chị Luyến Phạm. Một bộ nữa là em hết đẹp 1. Chốt em mã này là mã vàng riêu nha cả nhà. Vàng riêu. Vàng riêu em còn từ size 2 trở lên. Em hết size 1 rồi. Lên giúp em bộ này là bộ bi bông. Vừa bi vừa bông các chị. Rất đẹp luôn nha. Lên giúp em bộ bi bông ạ. Đẹp quá. Chốt em là bi bông nha cả nhà, bi bông. Chị nhận rồi mới giặt hả? Dạ ok chết. Ngày mai là có đồ mới mặc. Chốt em bộ này là bộ bi cả nhà. Bộ bi này em còn được size 2 với size 4. C2, C4, C5 còn con bộ bi này, C5 còn. Rồi, bộ bi này em còn được bộ C2 với bộ C4 hả các chị? Bi nha, lên giúp em mã bi. Cái kia là bi bông, còn mã này là bi vàng. Các chị lên giúp em bi vàng cũng được. Bi bông size số 1. Bi bông size số 1. Em còn chứ. Rồi, ok, bi bông size số 1 cho chị Ngọc Mai Lê là em hết bi bông 1. Rồi em hết rồi đó các chị. Em còn có bao nhiêu họa tiết đó à? Em còn cho cả nhà mình có nhiêu họa tiết đó thôi. Bi bông bao nhiêu? Chị Loan Chi hỏi em size hay là hỏi em giá tiền chứ? 180 chứ. Bộ em mặc 180 nha. Bi bông là em còn được 2, 3, 4, 5. Rồi chốt em bộ này là bộ xanh lá. Bộ xanh lá này họa tiết ở ngoài rất là đẹp các chị. Họa tiết ở ngoài đẹp đó. Một bi 4 với một xanh lá 4 em chốt cho chị Nguyễn Nhân. Ok chị Nguyễn Nhân. Là em hết bi 4 với chị nha. Em còn bi 2. Năm bi 2 ký mã đẹp. Đẹp 1 em hết rồi chị Phương Nguyễn ơi. Lửng ống rộng em chưa có hàng chứ. Lửng ống rộng các chị chờ em vài ngày nữa đi. Đang mai em nghe chị Tư em nói là đang mai một lô màu với một lô bông cho mấy chị đó. Mã đẹp 52kg hiện tại là em còn size số 2 nha chị Phương Nguyễn ơi. Tại vì cái bộ này là size số 1 á, là 52kg mặc được. Size 2 thì nó cũng tầm khoảng 52-53kg đến 57kg. Chị lấy size 2 về thì chị nhắn bên vô tí xíu giùm em. Cô Nga ơi, cô Nga là khách cũ nhưng mà cô Nga đặt cái like nào nha. Cô Nga đặt ở cái nick nào? Cô là khách cũ nhưng mà cô phải cho con số điện thoại. Cô xài cái nick nào, cô đặt hàng ở cái nick nào thì cô phải cho con số điện thoại. Chứ bây giờ con đâu có biết cô nghe là khách cũ là cái nick nào đâu mà để con lấy số điện thoại. Mấy bạn chốt đơn, mấy bạn không có thời gian để mấy bạn tra đâu. Và tra đâu có biết đâu. Là cô không có cho số điện thoại là con không có chốt đơn được nha. Dạ em cảm ơn chị Long Chi. Đó là cô nghe xài cái nick nào thì cô nghe phải chốt hàng và cho con số điện thoại. Ví dụ như lấy xanh lá 6 thì lên xanh lá 6 kèm theo số điện thoại giùm con một lần. Xài nick nào cho số điện thoại trên cái nick đó giùm con, cái nick Facebook á. Chứ bây giờ hệ thống con quản lý khách hàng bằng hệ thống mà trên hệ thống nó có mấy chục cái khách hàng, là mấy chục ngàn khách hàng á.
nên là sổ ra một cái là rất là nhiều người trùng cái nick chung với cô, nên là con không thể nào mà con tìm, con đâu biết số điện thoại nào đâu. Em mặc cái bộ sọc vàng cho các chị xem ha. Sọc vàng là em còn được size 3, size 4 và size 5 thôi các chị. Em không có lửng ống rộng nha chị Kim, Kim Lâm ơi. À buổi tối hả like á hả? Dạ rồi. Nói chung là em like ban ngày thì buổi tối còn em cũng like lại cho cái chị à. Đó, like đi like lại giống như cái mẫu này nè, hồi chiều em có like rồi á, tối em cũng like lại cho cái chị à. Sọc vàng, bộ này rất đẹp nè các chị, bộ này dễ mặc lắm. Nhưng mà em còn size 3, size 4 với size 5 thôi ha. Chốt em mã sọc vàng. Chốt em mã sọc vàng các chị. Dạ váy màu em mới vừa lên xong rồi chị Nguyễn Như ơi, chị muốn coi thì chị coi lại like giùm em ha, coi lại like cũ giùm em. Rồi bình luận màu nha chị, bình luận màu để lại số điện thoại. Rồi chốt giúp giùm em mẫu này nha các chị, chốt em mã sọc vàng. Em mới vừa lên xong rồi chị, giờ em chuẩn bị em offline rồi. Bộ da, da em cũng còn 3 4 5 cho các chị luôn. Bộ da này rất là đẹp nè. Dạ khi nào mà hàng về thì em lên nha chị ơi, chứ giờ cũng chưa biết nữa. Ống rộng nãy cũng mới vừa lên xong một mẫu cho mấy chị đó, cái mẫu vừa rồi em like đó. Ống rộng thì em chưa có mẫu mới, nhưng mà cái mẫu ống rộng vừa rồi thì em cũng mới vừa lên cho mấy chị. Rồi em mặc thêm cái mẫu da này nữa xong rồi em offline nha các chị ơi. Hẹn các chị vào buổi live trưa mai ha, 11 giờ. Đơn này sáng ngày mai mấy bạn nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho các chị trong buổi sáng, nên các chị có đơn thì để ý điện thoại giúp em. Để các chị không nghe máy là chưa, mấy bạn nhà em là xả đơn đó. Lên giúp em mã này là mã da, đẹp quá đẹp luôn. Chốt em mã da giúp em nha cả nhà, da. Dạ không chị ơi, chị Ái Ngọc thông cảm, coi lại like giùm em đi, em không có lên lại nữa nha chị. Ship xong hết trơn rồi, em ship em buộc vô cọc em đưa lên trên kệ luôn rồi, giờ không có bung lại ra lại trở lại nữa chứ. Cái mẫu cái màu cái chị rất là dễ chốt, coi lại like giùm em đi rồi mình chốt nha. Mã da size số 3 chốt cho chị Mười Tàu, da size số 5 em chốt cho chị Long Chi. Chịu khó coi lại like giùm em. Với lại là cái mẫu giả váy màu đó, em đã lên 3 like rồi đó. Em đã lên 3 like rồi, cái mẫu mới về, mẫu thiêu công á. Em quay clip cho các chị cũng có luôn. Bộ em mặc là 180 nha chị ơi. Bộ em mặc là 180 chứ phải thun Hàn Quốc, và thiêu trực tiếp, thiêu cổ trực tiếp giúp em rất là đẹp. Em đang mặc là mã da. Rồi mã tím nha, tím em còn được size 2 với size 3 nha các chị. Tím em còn được bộ 2 với bộ 3. Rồi lên màu tím nữa xong rồi ốp nha. Em hẹn các chị ngày mai 11 giờ. Chiều chị nào chưa chốt được tím thì chốt đi, em còn bộ size 2 với bộ size 3 nữa là em hết rồi. Chốt em mã tím. Rồi lên giúp em mã tím đi các chị. Tím em còn bộ 2 với bộ 3. Bộ xanh lá hả chị? Bộ xanh lá đó size mấy vậy con? Bộ xanh lá là gì mà? Size 1 hả? Size 1. Cho gì mượn này. Bộ này em còn bộ size 1 nè chị. Ôi size 2 chứ ơi. Phải. Bộ xanh lá em mặc đó là size 1 chị, không phải size 2.
tầm khoảng 53kg đến 57kg mà. Rồi chốt em mà này màu tím nha, tím em còn tím 2 với tím 3. Rồi em offline ở đây nha cả nhà ơi, em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Tím 3 chốt cho chị 10 tàu là em hết tím 3 luôn, em còn bộ tím 2. Em còn bộ tím 2 cả nhà mình ơi. Bộ này các chị mặc rất là sang và rất là đẹp luôn nha các chị. Size số 1 hả chị? Không, cái bộ sọc vàng này em hết size 1 luôn. Vàng riêu đó là size 1 hả con? Size số 1 bây giờ em còn được bộ. Rồi size 1 không còn bộ nào hết. Mã đẹp này là size mấy con? Ủa quả da chứ da là size 3 luôn. Hình như là size 1 em còn được màu xanh bơ à. Size 1 em chỉ còn duy nhất màu xanh bơ thôi chứ. Còn một màu duy nhất màu xanh bơ. Đẹp ba em chốt cho chị Phương Nguyễn. Ok chị Phương Nguyễn. Chị Hân Ngọc là bộ đỏ đô hồi nãy là bộ giả váy hả chị? Bộ giả váy đỏ đô size số 5 em hết rồi chị Hân Ngọc ơi. Đỏ đô size số 5 em hết rồi chị. Chị Kim Lâm ơi, chị Kim Lâm lên giúp giùm em cân nặng chiều cao và kèm theo số điện thoại đi chị. Lên giúp em cân nặng chiều cao và kèm theo số điện thoại nha. Em lấy cho chị bộ xanh bơ này. Xanh bơ chứ không phải là xanh ngọc chứ ơi. Với lại chế lên giúp em cân nặng và chiều cao. Chế mới mua bên em lần đầu hả? Hay là chị xài nít khác vậy? Bốn sáu ký cam mét sáu về nhấn ben vô giùm em nha, nhấn ben vô mặt mới vừa. Xanh bơ nha chế, không phải xanh ngọc nha. Lấy chiếc bút lông sửa lại con xanh bơ. Rồi là em hết size 1 luôn. Mua nhiều rồi nhưng mà em đâu có thấy số chị xài nít mới hả chị? Không có thấy số điện thoại là chị mua, chưa có mua bên em. Nít cũ của chị là tên gì? Đây, nít cũ của chị là Trương Tấn Thảo hả? Trương Tấn Thảo là bơm hàng. Trương Tấn Thảo là bơm hàng nha chế ơi. Đơn này chế cọc giùm em thì em chốt đơn ha, còn không cọc thì em không có chốt cho mình được. Chị ngày mai chị cọc cho mấy bạn 50.000 giùm em. Em con ghi dư đó là cọc khách cọc cạc. Ngày mai chị cọc chịu cọc cạc thì em chốt, còn không á thì em xả ra nha chị ơi. Đơn hàng của chị hôm bữa em giữ lại cho chị gần 10 ngày luôn. Đơn hàng của chị giao là cực kỳ khó nha. Chị cọc cạc lại giùm em á thì em chốt. Xong rồi về là chị khóa máy luôn. Em gọi cho chị quá trời gọi luôn. Chị là một mình ơn chị không là chị cỡ 4 cái nick rồi đó chứ. Hai số điện thoại 4 cái nick rồi. Địa chỉ thì hai cái, không biết giao cái địa chỉ nào luôn. Cọc giùm em thì em bán nha, còn không cọc thì em không bán nha chị. Giao cho chị hồi hộp cũng chết luôn á. Tội nghiệp bu tá giao đơn hàng cho chị lúc nào cũng phải đi 2-3 chuyến mới giao được cho chị không à. Lúc thì bắt máy, lúc thì không bắt máy. Giao hàng cho chị cực kỳ khó luôn á chế. Chế cố gắng chế nghe điện thoại giúp giùm em ha. Tội nghiệp bu tá người ta đi giao hàng á, em nói thật luôn á. Mình có người thân hoặc là bản thân mình đi giao hàng mình mới hiểu cái cảnh khổ của bu tá như thế nào. Nhiều khi cũng có nhiều bu tá cũng cà chớn lắm. Nhưng mà là chỉ cái nào cũng vậy, cũng có người này người kia nhanh nha. Nên là nhưng mà đơn hàng của chị là em thấy đơn nào giao cũng khó chứ không có đơn nào mà giao nó trơn tru chứ. Em phải xử lý từ 3-4 lần trở lên mới giao được cái đơn hàng.
Còn cái đơn vừa gọi là hoàn về luôn, gọi cho chị thuê bao với em luôn, đâu có xử lý được đơn đâu. Nhắn tin cũng không trả lời. Ngày mai chị nói với mấy bạn chốt đơn á, mấy bạn nhà em sẽ gửi số tài khoản qua cho chị. Chị Kim Phượng ơi, tím 4 chị vừa không hả? Size số 4 em hết rồi chị. Bộ tím em đang mặc còn có bộ size số 2 à. Ủa còn hả con? Tím 4 còn một bộ. Chị Kim Phượng cân nặng chiều cao là bao nhiêu chị ơi? Cho em cân nặng chiều cao thì em canh size cho ha. Tím 2 em chốt cho chị Hân Hân. Chị Kim Phượng cho em cân nặng chiều cao đi, em tư vấn size lại cho chị. Em còn được sơ tím 4 nữa các chị ơi, hồi nãy bị sót. Báo sót nha, hiện tại bây giờ em còn một bộ tím 4. Em có nhưng mà tối nay em không có lên nữa nha chị ơi. Chị Nguyễn Châu nha, bây giờ em chuẩn bị em upline rồi. Chị Kim Phượng ơi, chị còn trên like không? Còn trên like thì cho em cân nặng chiều cao đi chị. Chứ chị không có cho cân nặng chiều cao, chị hỏi em chị mặc vừa không em không có biết, để em trả lời, không thì em upline nha. Rồi em chào tất cả các chị nha. Đơn này sáng ngày mai mấy bạn nhà em sẽ gọi điện chốt đơn ạ. Các chị có đơn thì để ý điện thoại giúp em.